Lý cảm xúc là một kỹ năng quan trọng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Hãy bắt đầu bằng việc nhận biết và hiểu rõ cảm xúc của bạn. Ghi chép những cảm xúc mà bạn trải qua hàng ngày giúp bạn nhận biết và hiểu rõ hơn về chúng. Hãy học các kỹ thuật như hít thở sâu, yoga hoặc thực hiện các hoạt động thể chất để giúp bạn điều chỉnh và kiểm soát cảm xúc trong những thời điểm căng thẳng. Tìm hiểu về nguồn gốc của cảm xúc giúp bạn nhận ra những tình huống hoặc suy nghĩ cụ thể nào đang gây ra những cảm xúc này. Nếu bạn cảm thấy cảm xúc của mình quá khó khăn để quản lý một mình, đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè, người thân hoặc một chuyên gia tâm lý hoặc liên hệ với TikTok Việt Nam và Co. Thay vì chỉ tập trung vào vấn đề, hãy tìm cách giải quyết nó. Tìm ra những hành động cụ thể mà bạn có thể thực hiện để cải thiện tình hình và cảm thấy tốt hơn. Hãy để xung quanh bạn luôn có sự hỗ trợ và không gian sống an toàn tích cực. Nhớ rằng quản lý cảm xúc là một quá trình học tập liên tục và không có giải pháp tức thì. Hãy kiên nhẫn và nhẹ nhàng với bản thân khi bạn tiếp tục phát triển và học hỏi. Chúc bạn thành công và cảm ơn bạn đã xem. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.